xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn, đây là chiếc máy sờ đất mini. Chiếc máy sờ đất mini Sharp, thương hiệu Sharp. Đây là bộ sờ đất, chúng ta có thể thay bộ sờ đất này bằng bộ sạc cỏ để có thể sạc cỏ cũng như sới đất rất là tốt. Máy này thì không dùng được ở các ruộng có nước, chúng ta chỉ sới đất khô, phù hợp với các hộ làm rau làm màu, các ruộng nhỏ gia đình. Động cơ hai thì rất là khỏe mạnh và chúng ta có thể nhìn thấy chiếc máy nhìn rất là nhỏ gọn và rất là chắc chắn. Thiết kế hai bánh đằng sau để giúp thăng bằng máy. Lắp ráp chiếc máy này rất đơn giản, chúng ta khi có nhận hàng đó sẽ rời càng này, cái càng này sẽ rời, chúng ta sẽ lắp vào như vậy và chúng ta lắp dây ga, lắp dây ga. Tiếp đến là chúng ta sẽ lối hai cái dây điện này vào nhau, như vậy là ok và chúng ta có thể sử dụng bình thường. Sử dụng động cơ rác hoa nhớt và chúng ta nên lưu ý chút là để pha xăng với nhớt cho nó phù hợp và chuẩn để cho động cơ chạy tốt nhất có thể, tránh bó máy. Thứ nhất, xe máy sẽ khó nổ, thiếu nhớt thì sẽ dẫn đến trường hợp là bó động cơ trong. Quý khách vui lòng liên hệ số 0961912891 để được tư vấn hỗ trợ về sản phẩm máy sờ đất mini này. Xin cảm ơn. Giờ sau đây em sẽ hướng dẫn cách pha nhớt làm sao cho chính xác của cái máy sờ đất mini này. Thì ở đây chúng ta có một cái bình bình gọi là bình pha nhớt. Thì ở đây nó có một vạch đầu tiên này, sau đến vạch 5 này, sau một vạch giữa này, sau đến vạch 10 này. Bên này tương tự vậy, vạch 5, vạch giữa, vạch 10. Tỷ lệ là 25:1 thì chúng ta sẽ pha đúng ở đây. Chúng ta sẽ đổ đầy bình đến 10. Đây bình đến 10, chúng ta sẽ đổ nhớt hai thì ở bên bình con này đến 10. Sau đó chúng ta dốc ngược lên, nó sẽ chạy về đây. Chúng ta lắc đều lên, sau đó chúng ta đổ vào sử dụng như bình thường. Chúng ta lại đổ vào trong cái bình này và chúng ta sẽ khởi động máy và chúng ta sử dụng thôi. Rất là đơn giản. Dạ vâng, đây là tỷ lệ pha chuẩn 1 lít xăng và bên này cũng là vạch số 10. Như vậy là chuẩn.